AFF Cup nói lời tạm biệt với Indonesia. Sau trận bán kết lượt đi hòa 0-0 trên sân khách, tối ngày 9 tháng 1, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình để tranh tấm vé vào chung kết AFF Cup 2022. Với quyết tâm giành chiến thắng để đi tiếp, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đốc thúc các học trò tổ chức các pha tấn công phòng thủ nhằm giành lợi thế trong trận đấu này. Còn về phía đội khách, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chú ý cho cầu thủ đội mình chơi phòng ngự, phản công và nỗ lực tận dụng những pha bứt tốc nhanh ở tuyến trên để ghi bàn. Tuy nhiên, đội khách đã bị thủng lưới từ rất sớm, chỉ sau 3 phút sau tiếng còi khai cuộc. Sang đến hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tấn công dồn dập ở phút thứ 48, manh lưới Indonesia lại bị xuyên thủng. Giành trận thắng 2-0, đội tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên có vé vào chung kết AFF Cup 2022. Vì thế mà đội tuyển Indonesia đã tới sân bay Nội Bài để lên đường về nước sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam với trạng thái vô cùng mệt mỏi và uể oải. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã thuê máy bay riêng để chở đội tuyển Indonesia tới Hà Nội. Giá tiêu tốn ước tính khoảng 30.000 USD nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà người tính thì nào có bằng trời tính. Lúc đến thì bằng chuyên cơ, còn lúc về thì đội tuyển Indonesia phải bay nối chuyến. Dự là đến tối mới về tới quê hương. Rất nhiều bình luận vui đến từ phía cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn Indonesia đã chọn Việt Nam làm địa điểm du lịch nhân dịp năm mới 2023. Hy vọng các bạn có trải nghiệm tốt nhất cho chuyến đi này. Indonesia sang Việt Nam với sứ mệnh là quay phim về Việt Nam. Cảm ơn và chúc đoàn làm phim về kịp nhận giải Oscar.